Rồi bây giờ Thuận sẽ chuyển qua để mà chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật và một số những thông tin này đó là đến từ cái hội nghị Bitcoin Conference 2023 Và đầu tiên hết Thuận muốn chia sẻ một cái clip ngắn, cái clip này là khoảng 3 phút rưỡi Và cái clip này đó là đến từ Michael Saylor các bạn, Michael Saylor các bạn đã biết là chủ tịch của Michael Strategy Thì có một câu hỏi đó, có nhiều bạn luôn muốn biết là công ty Michael Strategy này thì chúng ta biết là họ cũng kinh doanh phần mềm Rồi họ có thu nhập từ phần mềm rồi sau đó họ dùng tiền của họ để mà thu BTC và tích lũy đó là chiến lược BTC của công ty MicroStrategy. Nhưng mà có phải là chiến lược này đã sẽ mãi mãi như vậy hay là không hay là họ còn cách nào khác để mà kiếm tiền từ cái chiến lược BTC của họ? Thì bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn rồi. Michael Saylor đó, trong clip ngắn này sẽ chia sẻ về cái xu hướng của công ty MicroStrategy. Thường chia sẻ cái clip này rồi sau đó thường sẽ giải thích với các bạn. One of the most exciting things I've done over the last 12 months is I have actually gotten much more involved hand on, hands on And the development of Bitcoin-related products at MicroStrategy, and and one product we rolled out two weeks ago, or at least we announced two weeks ago, is MicroStrategy Lightning, and the idea there is to allow all of our major brands, all of our customers, uh, the big marketing companies, instead of buying 50 million dollars of advertising and then running banner ads to drive clicks to their websites, we're going to let them buy 50 million dollars of Bitcoin. And then give it away in microtransactions via the Lightning Network to 50 million of their customers to drive traffic to their website. So the, the, the promise of Lightning is that it is now possible to move money at the speed of light, to move it for a 30th of a penny, friction free, to, uh, to, to settle in a couple of seconds instead of a couple of months. And so if I wanted to do direct marketing where I offer 10 million people, some amount of money to show up and become a customer or do a referral. I couldn't do it with a credit card because of credit card minimums. I couldn't do it because of, of the cost of the transaction. But in a world where you have Satoshis running via Lightning channels and you have a very, a very um, healthy ecosystem of Lightning wallets and you have an ethical money, Bitcoin, an ethical commodity. Then you can actually build all sorts of interesting employee incentive applications, pro uh, pros prospecting applications, customer applications. You can even redefine the product. Like, in, if you buy a book on Amazon and you pay for it with a, with a credit card, it gets shipped to you. That was the old way. But the new way might very well be that if you buy the book on Amazon, I'll give you a, a Satoshi refund. And if you post your review of the book, I'll give you another Satoshi refund. And if other people like your review, I'll send you another Satoshi uh, refund. And if people buy the book based on your review, I'll actually give you a percentage of that. So I could implement, Im I could implement customer referral fees and ongoing community engagement payments that will change the nature of the offering for the company. That, it, that re you know kind of puts frequent flyer miles into the obsolete uh, obsolete trash bin of history, and we replace them with Satoshi's as universal. Universal uh, monetary units, and your reward for engaging with me, for buying my product, for working uh, to help support my community is to get immediate compensation. And I, I see a world, uh, a place where Amazon does that, or Coca Cola does that, or Nike does that, or McDonald's does that. I, I don't want McDonald's to give $100 million to a digital marketing company to run banner ads and send you spam emails or whatever it is. I want McDonald's to buy $100 million worth of Bitcoin. And offer people Bitcoin rewards when they download the McDonald's apps, when they engage in a McDonald's marketing campaign. And I think if we can get the LVMHs and the McDonald's and the Coca Cola's and the airlines and the hotel chains to embrace the idea that the universal frequent flyer mile is the Satoshi, right? And Lightning is the method to deliver that to billions of people, I think it's a chance to get thousands of companies to see the benefits of Bitcoin as a technology. And as the benefits of Bitcoin to make their products and services better and delight their customers. And I think that will help us expand the ecosystem to the benefit of everybody in the community. các bạn cũng vừa xem cái cách trình bày của Michael Saylor về chiến lược này của Michael Strategy thì uh, các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể comment bên dưới. Để thuận tóm tắt lại thì nói chung đó là có hai phần uh, mà Michael Saylor nói tới. Phần đầu tiên đó chính là liên quan đến là những cái chi tiêu nhỏ. Những chi tiêu nhỏ bây giờ đó là cực kỳ khó thực hiện tại vì khi mà các bạn sử dụng Visa Mastercard đó thì thứ nhất là họ sẽ tính phí, thứ hai nữa là những cái chi tiêu nhỏ này nó không có đạt cái số lượng tối thiểu cần thiết cho mỗi một giao dịch cho nên khi mà các bạn mua hàng ở trên mạng đó thì các bạn cũng biết là ở hoa kỳ này nếu như mà các bạn mua từ amazon thì có một số những công ty nếu như các bạn lên review cái sản phẩm của họ các công ty nào cũng làm các bạn nhưng mà có một số công ty nếu như họ à, thấy bạn review thì họ có thể liên lạc với bạn rồi họ có thể tặng cho các bạn một cái phần quà nhỏ nhỏ gì đó tại sao mà họ không có thể trực tiếp để mà giống như là trả phần thưởng hay là hoàn tiền cho bất cứ ai mà giới thiệu sản phẩm của họ hay là review sản phẩm của họ tại vì như thường vừa chia sẻ đó cái vấn đề liên quan tới chi tiêu những cái nhỏ như vậy đó thì không thể làm được ở trên những mạng lưới như là Master Visa bây giờ đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó Michael sailor nói về cái uh, những cái điểm thưởng của những công ty thì các bạn đã biết là bây giờ đó các bạn có thể tích lũy điểm hầu như bất cứ ở một cửa hàng nào các bạn đi siêu thị cũng tích lũy được điểm các bạn mua vé máy bay cũng tích lũy điểm các bạn làm gì cũng có thể tích lũy được điểm nhưng mà các bạn đã biết là mỗi điểm đó thì sử dụng mỗi nơi thì thay vì là dùng điểm thì có thể là sử dụng hệ thống Satoshi thông qua mạng lưới Lightning Network Và cái mà Michael nói đó là công ty Michael sẽ có một mạng lưới Lightning riêng cho họ Và mạng lưới này đó họ có thể là bắt đầu quảng bá và hỗ trợ những khách hàng của họ bằng cách gì Bằng cách đó là đầu tiên hết như là được nói trong video này Thay vì là dùng điểm thưởng hay là dùng bất cứ hình thức nào để mà thưởng cho một ai đó thực thi bất cứ một cái hành động nào mà công ty muốn giống như là tải ứng dụng về để mà trải nghiệm vân vân thì thay vì dùng điểm thì có thể là sử dụng à, mạng lưới này của michael strategy thì một công ty thay vì là họ có à, một cái à, ngân khố là khoảng chừng là 50 triệu đô la hay là 10 triệu đô la mỗi năm để họ có thể dùng đó để mà mua quảng cáo giống như là họ mua những cái banner để có thể người ta bấm vào và tới trang web của họ thay vì họ dùng tiền đó để mà quảng cáo thì họ có thể là đưa cái tiền đó cho Strategy và họ có thể là sử dụng mạng lưới Lightning của Michael Strategy. Và họ có thể sử dụng mạng lưới đó đó thay vì là mua quảng cáo, họ có thể nói là nếu như mà ai truy cập vào ứng dụng này rồi tải ứng dụng à, thì sẽ được thưởng bao nhiêu Satoshi đó thì đều có thể được à, thực hiện được và sẽ hiệu quả hơn là trả tiền quảng cáo đó là điều đầu tiên thứ nhì nữa đó là những cái thương hiệu bây giờ họ đều có những cái hệ thống điểm thì những hệ thống đó nó họ vẫn phải mua à, phần mềm họ vẫn phải triển khai chứ đâu có miễn phí đâu thì thay như vậy đó họ có thể sử dụng một cái điểm chung đó chính là satoshi và có nhiều lợi ích giống như là nếu như các bạn nghĩ đến là bây giờ các bạn có thể tích lũy điểm ở siêu thị này siêu thị kia thì các bạn nên hiểu là điểm đó các bạn bị hạn chế không thể nào mà lấy điểm này sử dụng bên siêu thị kia được và ngay cái khi mà các bạn sử dụng điểm của chính siêu thị đó nó nhiều khi các bạn bị hạn chế là có thể mua được những mặt hàng nào và những mặt nào mà sử dụng điểm thường xuyên nên cũng đã biết là điểm nó không giống nhau các bạn. Có nhiều công ty đó thì điểm nó coi như tương đối tốt. Có nhiều công ty thì điểm rất là tệ như là các bạn tích lũy điểm nhưng mà khi mà các bạn dùng điểm đó để mà đổi ra một mặt hàng nào đó, giống như các bạn dùng điểm đó đi mà mua một cái máy laptop thì các bạn thấy được là khi mà đổi ra đó thì một điểm các bạn đổi ra đô la là không có là bao nhiêu hết và những mặt hàng mà bán dùng để mà lấy điểm đổi đó thì sẽ tính cái giá nhiều hơn cao hơn cả là các bạn. À, mua bằng tiền mặt cho nên dùng điểm thì có nhiều hạn chế và nếu như các bạn cần tiền gấp mà các bạn chỉ có điểm mà thôi giống như là có rất nhiều người họ tích lũy nhiều điểm hàng không đó tại vì họ à, bay nhiều thì nhiều khi mà họ cần tiền gấp đó họ sẽ thông qua những công ty thứ ba để mà bán cái điểm đó và bán với cái giá rất là thấp các bạn nhiều khi phải chịu mức 30 40 năm phần trăm giá trị của điểm đó để lấy tiền mặt thì thay như vậy đó thì có thể đổi hết qua Satoshi. Thứ nhất là Satoshi là một Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của BTC. Chúng ta có thể dùng Satoshi ở bất cứ nơi nào nó đều giống nhau hết cho nên sẽ có một cái sự đồng thuận giữa điểm có nghĩa là các bạn tích lũy điểm ở hãng hàng không các bạn có thể sử dụng điểm đó ở siêu thị hoàn toàn là được tại vì tất cả đều là Satoshi hết và giá trị nó giống nhau và sẽ thu hút được rất là nhiều những cái khách hàng đối với lại Michael là như vậy và đây cũng là một cái cách để mà triển khai để cho những công ty được là BTC không phải chỉ là một cái đơn vị tài sản gửi tới gửi lui mà có thể dùng mạng lưới BTC như là một cái giải pháp của công ty cho nhiều việc khác nhau ứng dụng nhiều cái à, khác nhau giống như là thưởng điểm cho nhân viên thưởng điểm cho người mà review cuốn sách của mình giống như Michael đã nói đó thay vì bây giờ các bạn à, mua cuốn sách ở trên Amazon thì các bạn mua cuốn sách rồi xong các bạn có thể viết một cái review cũng được hay là không viết cũng được nhưng mà sau này đó khi mà do sự như Amazon ứng dụng cái này rồi thì khi mà người ta viết một cái review về quyển sách đó, thì cái nơi bán sách có thể nói là nếu như vậy đó thì sẽ hoàn lại bao nhiêu satoshi đó cho người này nếu như mà có người thích cái review này thì có thể là được hoàn nhiều tiền hơn và nếu như có ai đó mua quyển sách tại vì người này review quyển sách thì người này sẽ được một phần trăm gì đó thì nó sẽ khuyến khích cho người ta đóng góp cho công ty nhiều hơn đó là quan điểm của Michael Saylor thì thấy là cái chiến lược này đó thì có thể triển khai các bạn nhưng mà thành công hay không đó, thì cũng uh, tùy vào một cái vấn đề thường cảm thấy rất là quan trọng đó chính là liên quan tới thuế hiện bây giờ đó khi các bạn tích lũy điểm ở hoa kỳ thì không có tính thuế các bạn điểm không phải là tiền mặt trước đây đó đã có nhiều cái tranh luận ở hoa kỳ về khi các bạn tích lũy điểm của một công ty nào đó thì cái điểm đó trên chân, chân bạn có thể quy ra tiền được các bạn có thể dùng điểm đó để mà thu mua uh, những mặt hàng được thì có cần phải đóng thuế hay là không thì cuối cùng đó cái cuộc tranh luận đó là kết thúc theo thương hiệu như thế này, đó chính là cái điểm đó là người mà tích lũy điểm nó hoàn toàn không có thể nào có bất cứ quyết định nào là điểm đó đáng giá bao nhiêu công ty mà cung cấp điểm đó đó là có thể quyết định là bây giờ đó có thể đổi được một chuyến bay là cần bao nhiêu ngàn điểm, rồi ngày mai họ có thể đổi ý hôm nay bây giờ đổi cùng chuyến bay đó phải nâng lên bao nhiêu ngàn điểm thì giá trị một điểm đó là phụ thuộc hoàn toàn vào công ty quyết định chứ không có phải là người giữ cái điểm đó vì lý do đó điểm không thể coi như là tiền mặt được. Thì bây giờ nếu như mà đổi hết qua Satoshi Thì khi mà sử dụng Satoshi đó Bây giờ theo luật thuế đó là coi như là bán BTC thì phải đóng thuế Nhưng mà nếu như mà chúng ta nghĩ đến là người đã đóng thuế là bao nhiêu phần trăm Nhưng mà cái giá trị của Satoshi có thể di chuyển Và có thể là sử dụng ở bất cứ nơi nào mà chấp nhận Thì cái giá gì đó có đáng giá hay không Và thứ nhì nữa là như thường vừa chia sẻ đó Khi các bạn dùng điểm để đổi đó Thì nhiều khi mặt hàng đã bị đôn giá lên Thì cái phần trăm đó là bao nhiêu thì đó là điều mình thường nghĩ là một cái công ty khi mà họ muốn áp dụng chiến lược này họ phải suy nghĩ đến điều đó. Nhưng mà đây cũng là một trong ý tưởng mà thường cảm thấy là cũng à, giúp đỡ được cho sự phát triển của hệ thái của BTC. Và đây là cái phần à, đầu tiên mình muốn chia sẻ từ hội nghị 2023 từ Michael Saylor thêm vào đó đó chúng ta cũng thấy được là có thêm một thông tin nữa đó chính là cái chủ tịch trước đó không phải là hiện bây giờ mà cựu chủ tịch của paypal đó chính là david marcus thì ở trong hội nghị này đó đã nói là ông ta sẽ dành cả quãng đường còn lại của mình để mà hỗ trợ gây dựng BTC và mạng lưới Lightning. Tại vì đây là lòng tin của David Marcus. Thì David Marcus là một cái tên của nổi tiếng các bạn như là chúng ta vừa mới nói đến. Đây là cựu chủ tịch của công ty PayPal và trước đó đó thì David Marcus cũng đã làm việc cho công ty Facebook các bạn và David Marcus làm việc cho Facebook Messenger rồi sau đó trở thành người đứng đầu của một dự án mà nhiều bạn biết đến đó chính là dự án Libra các bạn đây là dự án mà Facebook muốn tung ra một cái stable con riêng rồi sau đó dự án này đã đổi tên thành Diem và đây là dự án mà cũng dưới tay của David Marcus và dự án này cũng không đến đâu hết các bạn tới cuối cùng thì thứ nhất là gặp rất nhiều những trắc trở lên đến pháp lý tại vì lúc đó là lúc mà các bạn đã biết là Facebook đã gặp nhiều sự thật hỏi từ quốc hội về việc quản lý tài liệu của người dùng thứ nhì nữa là về việc là thao túng tài liệu người dùng nếu như mà Facebook đưa ra một stablecoin thì lại có thể quản lý cả cái phần liên quan đến tài chính cho nên rất nguy hiểm và tới cuối cùng thì dự án này không đi đến đâu và dự án này đã, đã bán lại cho một công ty mà nhiều bạn cũng đã biết tên đó chính là công ty Silvergate các bạn. Dự án này đã bán lại vào tháng 1 năm 2022 cho ngân hàng Silvergate với tổng cộng là 200 triệu đô la Và cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng các bạn đã biết là đầu tiên hết á, Silvergate coi như là đã bỏ đi dự án này Họ sẽ không tiếp tục phát triển nữa thì coi như họ đã phải chịu phần lỗ là 200 triệu đó Và ngân hàng Silvergate các bạn cũng đã biết là cuối cùng thì cũng đã đóng cửa rồi, không còn hoạt động nữa cho nên dự án này đã coi như đã chấm dứt và thêm vào đó đó các bạn có nhớ là năm 2019 á, thì lúc mà Facebook bắt đầu nói tới cái dự án Libra này đó thì Facebook cũng đã có một cái hiệp hội ủng hộ dự án Libra này có rất nhiều những công ty trong đó chúng ta có những công ty lớn như là eBay, PayPal, Master, Visa, Stripe rất nhiều những công ty à, họ nói là họ sẽ cam kết ủng hộ dự án libra này các bạn đã thấy tới cuối cùng là sao tới cuối cùng là thì hầu hết những công ty này đều có chiến lược chấp nhận crypto và btc riêng giống như là master visa ebay toàn bộ đều có chiến lược btc hiện bây giờ đây là một điều mà thuận muốn các bạn hiểu chúng ta thường hay nhìn vào góc cạnh của những nhà đầu tư riêng lẻ thì các bạn có thể nghĩ btc là như thế này như thế kia btc là lỗi thời hay là như thế nào đó là quan điểm của mỗi người nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là chúng ta hãy nhìn động thái của những công ty lớn. Rất rõ ràng là những công ty này đó đã không có thấy được giá trị của một stablecoin phát hành bởi một công ty như là Facebook mà họ thấy giá trị ở BTC. Và David Marcus uh, đã là một trong những người mà bây giờ đã rất tin tưởng vào BTC và nói là sẽ dùng cả cuộc đời của, của mình để mà gây dựng trên mạng lưới của BTC. Đó là cái cam kết đến từ David Marcus các bạn từ hội nghị năm 2023 này Rồi chúng ta cũng thấy được đương nhiên một trong những người mà rất ủng hộ crypto đó chính là thị trưởng của Miami là Francis Wallace Và các bạn thấy được là Francis Wallace cũng đã tiếp tục nói là cho dù sao đi nữa đó, Miami của Florida đây vẫn là một thành phố mà chào đón thị trường crypto và tương lai rất là sáng lạng cho dù ai nói gì đi nữa đó thì ông ta vẫn tin là tương lai của Hoa Kỳ rất là sáng lạng khi mà nói tới BTC và lý do là tại vì có những nơi như là Miami chào đón và ủng hộ BTC thêm vào đó đó các bạn cũng đã biết là thị trường Miami cũng đã nói là cứ mỗi hai tuần một lần lương thị trường của tôi được gửi trực tiếp vào tài khoản Stripe để chuyển đổi trực tiếp thành BTC. Và nói tới Stripe thì chúng ta cũng có cái thông tin là cái trụ sở chính của Stripe sẽ dời đến El Salvador các bạn và Stripe cũng sẽ là một cái công ty mà sẽ bắt đầu là phát triển ra 65 cái thị trường khác nhau. Lý do là tại vì họ không muốn tập trung vào chỉ Hoa Kỳ nữa vì có nhiều cái rủi ro như là liên quan tới pháp lý. Đó là cái sự quyết định của công ty Stripe này và nói tới hội nghị năm 2023 này thì đáng tiếc chúng ta không có Jack Dorsey các bạn Jack Dorsey trước đây là CEO của công ty Twitter Bây giờ là Jack Dorsey vẫn là CEO của blog các bạn Và cũng giống như là David Marcus, Jack Dorsey cũng đã lên tiếng nói là sẽ dành cái quãng đời còn lại của mình để mà hỗ trợ gây dựng ở trên mạng lưỡi của BTC Cho các bạn thấy là lòng tin đối với BTC từ những cái công ty lớn nó hoàn toàn không hề nhỏ đâu Nhưng mà chúng ta cũng thấy được lý do tại sao mà mọi người càng ngày càng quan tâm nhiều đến một giải pháp mà không dựa vào bất cứ đơn vị thứ ba nào một cái giải pháp crypto Phi tập trung và phi tập trung nhất đó chính là BTC hiện bây giờ Khi mà chúng ta thấy những cái thông tin như thế này Như là đến từ JP Morgan đó, Thì đây lại là một cái quảng cáo cho crypto các bạn Các bạn đã thấy được là JP Morgan bây giờ đã đang bị cáo buộc Là đã đóng những cái account mà không có phù hợp với lại tư tưởng chính trị Hay là cái tư tưởng liên quan đến tôn giáo của JP Morgan Chi tiết hơn đó là có một cái account đến từ National Committee for religious freedoms. Có nghĩa là hiểu đơn giản đây là một cái đơn vị phi lợi nhuận, một cái quỹ ban tự do tôn giáo thì cái account của họ ở Chase đã bị đóng đột ngột vào tháng 5 năm 2022. Và khi mà hỏi tại sao mà cái account của mình lại bị đóng ở ngân hàng Chase thì những người làm việc ở ngân hàng Chase không có câu trả lời họ chỉ nói đây là cái quyết định đến từ ban lãnh đạo của ngân hàng Chase và nhiều những cái ví dụ khác tương tự như vậy. Khi mà chúng ta nói tới một số những cái sự kiện đó thì thường gây ra những cái sự tranh cãi đến từ cộng đồng về cái gì đúng cái gì sai hay là về mặt chính trị các bạn như là cái sự kiện cách đây khoảng chừng là một năm đó khi mà chúng ta thấy là ở Canada thì những người mà lấy sự trực đó họ đình công nhưng mà điều mà quan trọng hơn đó là chúng ta chỉ nói về cái phần tài chính thôi thì một trong những cái cách để mà đàn áp cái cuộc biểu tình đó của những người mà lấy street đó chính là cắt ngân hàng của họ khiến cho họ không có thể nào nhận được tiền quyên góp đến từ những nơi khác và tuy là các bạn có thể là có nhiều cái quan điểm khác nhau về chính trị nhưng mà một điều rất quan trọng đó chính là cái tự do di chuyển tiền đó là điều rất quan trọng các bạn các bạn cứ nghĩ đi các bạn giả sử như các bạn là một người ở hoa kỳ mà các bạn có người thân ở nước nga các bạn gửi tiền vì một lý do nào đó đó ngân hàng chase không cho các bạn gửi À, vì lý do là họ không thích nước nga đây là một ví dụ thôi các bạn hay là một lý do nào khác nữa mặc dù là các bạn gửi tiền đó cho người thân các bạn ở nước nga nhưng mà tại vì cuộc chiến ngân hàng chase về phương diện chính trị không cho các bạn làm như vậy thì sẽ như thế nào các bạn trong khi người nhà các bạn đang chờ đợi để nhận được tiền của các bạn hay là các bạn nghĩ đi các bạn là một người mà sống trong một quốc gia mà không có tự do ngôn luận không có dân quyền nhưng mà các bạn uh, có tiền các bạn muốn giống như là quyên góp cho những cái hiệp hội mà đứng lên để mà đòi lại nhân quyền đòi lại tiếng nói cho người dân nhưng mà các bạn là những cái đó sẽ bị chặn bởi những ngân hàng thì sẽ ra sao cho nên càng ngày mọi người càng hiểu hơn qua những sự kiện như thế này đó về cái quyền tự do gửi tiền như thế nào và chúng ta cần phải có mạng lưới hoàn toàn phi tập trung hoàn toàn không bị bất cứ một chính phủ nào kiểm soát và đó chính là BTC các bạn là cái mạng lưới phi tập trung nhất hiện bây giờ có nhiều giải pháp khác nhau nhưng mà BTC vẫn là lựa chọn phi tập trung nhất và mạng lưới chắc chắn nhất hiện bây giờ và đương nhiên về ngân hàng chase thì có một quan điểm là ngân hàng chase có thể đóng bất cứ một cái account nào mà họ không thích thì đương nhiên đó là quyền của ngân hàng chase rồi họ là nơi cung cấp dịch vụ mà nhưng mà nếu như vậy thì ngân hàng chase không thể tự cho mình là một cái công ty mà không phân biệt tôn giáo không phân biệt quan điểm chính trị không phân biệt chủng tộc vân vân nếu như mà họ đóng account vì lý do cá nhân của họ thì họ không thể tự cho mình là như vậy và những người nào mà tham gia crypto à, từ năm 2017 tới bây giờ chúng ta nghe rất là nhiều những cái thông tin trước đây đó có một số những ngân hàng đó họ không có cho các bạn dùng tiền ngân hàng của chính các bạn để mà đi mua crypto vì một lý do nào đó nhưng mà đây là tiền các bạn mà họ đâu có quyền cấm các bạn mua gì đâu nhưng mà ngân hàng vẫn có những động thái đó và cũng đã gặp rất là nhiều những cái vụ kiện cũng đã gặp rất là nhiều những cái sự chỉ trí trích từ cộng đồng cho nên bây giờ đã không còn chuyện đó xảy ra nữa nhưng mà chuyện đó vẫn xảy ra với những lĩnh vực khác các bạn đó là điều các bạn nên hiểu ở đây và ngay thời điểm bây giờ đó chúng ta cũng thấy được là có một cái ngân hàng ở nước úc các bạn đó chính là ngân hàng westpac thì ngân hàng này đó bây giờ nó là họ cấm tất cả những giao dịch từ ngân hàng của họ đến sàn Binance vì lý do họ nói là sàn Binance là một cái sàn mà có nhiều cái rủi ro liên quan tới lừa đảo đây là cái quyết định của ngân hàng Westpac các bạn nói chung thì ngân hàng Westpac là một trong những ngân hàng hầu như là cuối cùng bây giờ vẫn có những cái luật cấm gửi tiền đến cho một sàn giao dịch nhưng mà các bạn nên hiểu đó là người dân thì họ có thể lựa chọn bằng cách là họ sẽ bỏ phiếu bằng chính túi tiền của mình và đây cũng là một trong những cái mà chúng ta nên hiểu khi mà chúng tôi nói tới à, thông tin về lai chưa một lát nữa thì ngân hàng này không cho phép họ sẽ tới ngân hàng khác mà cho phép thì nếu như mà thực sự người dân muốn đầu tư crypto thì ngân hàng westpac này sẽ là ngân hàng mà sẽ bị bỏ lùi phía sau họ sẽ chuyển tiền của họ đi một nơi khác và đó cũng chính là lý do tại sao mà các bạn thấy là nhiều ngân hàng bây giờ đã hầu như đã di chuyển cái quan điểm của mình về crypto 180 độ rồi từ chống đối tới bây giờ chấp nhận và không những vậy còn cung cấp dịch vụ nữa tại vì sao? tại vì họ hiểu là những người trẻ tuổi thích đầu tư crypto nếu như mà ngân hàng của họ không cho phép thì chẳng khác gì họ nói là lấy tiền của những nhà đầu tư đó đem mua một ngân hàng khác cho phép à, thì họ sẽ mất đi những cái lợi nhuận đó và họ biết là những người lớn tuổi bây giờ có thể là không phải những người mà thích đầu tư crypto nhưng mà một ngày nào đó những người lớn tuổi cũng sẽ về hưu những người lớn tuổi cũng sẽ ra đi và tài sản đó sẽ thuộc về những người trẻ tuổi khi mà điều đó xảy ra đó thì những người trẻ tuổi tiền đang nằm ở đâu của bạn nằm từ những cái ngân hàng khác vì lý do đó ngân hàng bây giờ mới bắt đầu ủng hộ một cách mạnh mẽ trong vòng hai ba năm qua chứ không phải là tự nhiên mà chủ ngân hàng thức dậy bữa sáng rồi ông ta nói là thôi bây giờ mình hãy thuận theo cái xu hướng vừa được chung mình hãy ủng hộ quyền tự do di chuyển tiền bạc ở BTC là giải pháp tuyệt vời chúng ta bây giờ ủng hộ đâu phải đâu các bạn chỉ vì lợi nhuận mà thôi tại vì người cổ đông sẽ lên tiếng nói là ngân hàng này ngân hàng kia đang phát triển mạnh tại vì họ không có những cái luật cấm đầu tư crypto như ngân hàng này